quay cho anh xem em xem nhá. Ô Tha Cô Ô Linh 1 tấn 98, sản xuất năm 2014. Xe đẹp miên man, mới dọn túc sơn hết trở lại, thùng mới, cabin nguyên không lỗi, nội thất từ trong ra ngoài đẹp, cả sàn tấp bi tấp lô, ghế mới may, thùng mới đóng, inox hết. Anh em xem để cảm nhận nhé. Đã lót sạc trên. Hai không mười bốn. Tha Cô Ô Linh 1 tấn 98. Hồ sơ đã cầm tay. Anh em. Máy móc thì miễn bàn. Máy rinh chưa ra, không có hơi thừa. Cabin thì mới sơn lại, cabin nguyên không lỗi lầm. Quay cho anh em xem nhé. Nội thất tấp bì lô, ghế mới may, sàn mới lót, đăng kiểm thì mới vừa đăng kiểm. Đăng kiểm đến tháng 5 2023. Lốp, đấy, lốp thì bình thường, nói chung là lốp bình thường, không đẹp không xấu nhá anh em nhé. Thùng thì sàn sống còn nguyên, sàn sống nguyên bản, số chiếc ok. Tha Cô Ô Linh 1 tấn 98, sản xuất 2014. Anh em nào ghét thì liên hệ số điện thoại 0932 593 185. Nổ máy cho anh em nghe nha. Đây, máy móc thì dòng tan, em tu nha. Thùng thì mới, lốp sàn mới. Nói chung là nói về xe thì miếng bàn. Anh em nào kết thì liên hệ số điện thoại 0932 593 185. Miếng bàn anh em nhé. Nói chung là xe đây về chạy thì quá đã. Đây, máy nổ thì thầm. Đây, máy. Miếng che phần máy nhá. Cabin nguyên không mục mọc. Đây. Máy này. Cabin này. Cabin nguyên bản nha. Máy. Rồi, tạm biệt anh em nha.